quán xuyến nhà cửa. Thật tình, ăn rau cải liên tục 3 ngày nay rồi. Phải đấy, mẹ tập về, chúng ta cải thiện bữa ăn một chút được không? Hai bố con, người đòi mua đồ chơi, người đòi mua máy tính, không tốn tiền chắc. Em mà không tính toán thì lấy đâu ra lắm tiền để mua đồ? Hai người tưởng quán xuyến nhà cửa dễ dàng lắm mà. Mẹ tập về thật keo kiệt. Đúng vậy, lấy hết quỹ đen của người ta rồi còn kêu hết tiền. Quán xuyến nhà cửa có gì khó, con cũng biết. Hai người, được, đã vậy thì sang tuần hai người lo liệu việc nhà đi. Thế là có thể muốn gì mua nấy được rồi. Chỉ cần hai người có thể dùng số tiền này chi tiêu cho cả gia đình trong một tuần, nếu vẫn còn dư ra được thì tùy ý hai người. Đồng ý, ngoắc tay. 1, 2, 3, 4. Nhiều tiền quá, mình phải giữ cẩn thận, để đâu được nhỉ? Heo con ơi, mày trông giữ số tiền này giúp tao nha. Con đồ to, con quản lý việc nhà thì con quyết định trưa nay ăn gì đi. Do con quyết định thật á? Dĩ nhiên rồi, chi tiêu nằm trong tay con cả mà. Vậy con muốn ăn thịt kho tàu, tôm rim với đùi gà. Ngon quá đi. Được, đưa tiền đây, mẹ đi mua cho. Quản lý việc nhà dễ ợt. Ăn cơm thôi. Hôm nay là ngày gì mà ăn uống thịnh soạn thế này? Bây giờ con lo liệu việc nhà, từ sau ngày nào chúng ta cũng đều ăn ngon. Con trai thật hiểu bố. Con đồ to, con với bố đồ nhỏ đi mua bột giặt đi. Dân. 2 tiếng đồng hồ rồi sao vẫn chưa về? Tụi con về rồi đây. Sao lâu thế? Mua bột giặt chưa? Con mua rồi, ở đây mẹ. Lạ nhỉ, đâu mất rồi? Đây rồi. Bảo hai người mua bột giặt mà sao mua lắm đồ thế này? Con lo liệu việc nhà mà, con muốn mua gì chả được. Chúng ta đã ngoắc tay rồi. Thôi được. Heo con ơi, đây đều là đồ ta mới mua đó. Sau này tao có thể thỏa sức tiêu tiền rồi. Hay quá, sau hôm nay mình sẽ có robot. Ăn cơm thôi. Không biết hôm nay có món gì ngon. Tôm đâu, đùi gà đâu? Chịu thôi. Hôm trước con đầu to tiêu hết nhiều tiền quá. Số tiền còn lại chỉ đủ mua từng này. Còn nữa, tiền điện, tiền nước, tiền ga tháng này nộp đi. Không thanh toán là tháng sau chúng ta không có nước dùng, không có tivi xem, cũng không có ga nấu cơm đâu. Bây giờ, hai người đã hiểu nỗi khổ khi quản lý việc nhà chưa? Mẹ ơi, con sai rồi. Bán đồ chơi của con, lấy tiền thanh toán hóa đơn đi. Thực sự không cần cách nào, thì bán máy tính của anh luôn cũng được. Bà xã, may mà mẹ chuẩn bị trước. Ngốc ạ, đừng khóc. Tục ngữ có câu ăn không nghèo, mặc không nghèo, không biết tính toán mới nghèo. Từ sau trong nhà, dùng cái gì chúng ta cùng bàn bạc được không? Được. Mẹ tuyên bố, tuần này đồ to hoàn thành nhiệm vụ quán xuyến nhà cửa thành công. Con đồ to, con dự định tiêu số tiền này thế nào? Thế, con mời bố mẹ đi xem phim được không? Tiền con kiếm được, làm gì cũng được. Mẹ tập về, tuần sau để anh quản lý việc nhà được không? Anh á. Thực ra, gần đây anh thích một bộ máy tính mới.
chương may mắn. Con đồ to, con sao thế? Có chuyện gì mà không vui vậy? Lúc nãy con đua xe với Tiểu Minh lại thua rồi, tức quá đi mất. Thua vài lần không hề gì. Nào, để bố lắp lại giúp con. Cố gắng lần sau thắng bạn ấy. Dù ít thôi, dù sao con cũng không bao giờ thắng được Tiểu Minh. Con đồ to, con xem đây là cái gì? Chỉ là một tấm huy chương thôi mà. Con đừng xem thường tấm huy chương này, nó có ma lực đấy. Từ khi bố giành được nó, phát minh sáng tạo cái gì cũng chưa từng thất bại. Thật sao? Đương nhiên, có nó, lần sau thi chắc chắn con sẽ thắng Tiểu Minh. Có điều trước đó, chúng ta phải kiểm tra con xe của con đã. Vâng ạ. Từ khi có tấm huy chương này, con xe của con chạy nhanh hơn hẳn. Con đồ to, thực ra tấm huy chương này... Bố đồ nhỏ ơi, giờ con đi thi lại với Tiểu Minh đây. Con đi đây. Bố đồ nhỏ ơi, lần này chắc chắn lại thua rồi. Con đồ to, sao thế? Hôm nay lúc thử nghiệm, thấy xe của con chạy nhanh lắm mà. Chẳng lẽ nó hỏng rồi? Xe không hỏng, nhưng con làm mất huy chương rồi. Lần này chắc chắn sẽ thua. Con không muốn thi với Tiểu Minh nữa. Con cứ đi thi đi, bố nhất định sẽ tìm lại huy chương về. Thật à? Bố có nói dối con bao giờ đâu. Chúng ta ngoắc tay. Đồ to, còn thi không? Chờ một lát, chút nữa thôi. Sao bố đồ nhỏ vẫn chưa đến? Con đồ to, bố tìm thấy rồi. Tìm thấy huy chương rồi. Thật à, hay quá. Đừng mở ra, mở ra phép thuật sẽ biến mất đó. Con đem theo người là sẽ chiến thắng. Vâng. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Nhanh nào, cố lên, nhanh lên đi, cố lên. Huy chương phép thuật, hãy giúp tao chiến thắng nhé. Cố lên, cố lên, cố lên. Xông lên. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Bố đồ nhỏ, sao bên trong không có huy chương may mắn? Thực ra bố chưa tìm thấy tấm huy chương đó. Thế làm thế nào? Sau này thi con lại thua mất. Ngốc à, hôm nay không có huy chương, con vẫn thắng đấy thôi. Thực ra bố không hề có huy chương may mắn nào cả. Con chỉ là thiếu lòng tin thôi, con biết không? Có niềm tin và sự chuẩn bị nghiêm túc mới là phép thuật để giành chiến thắng. Bố đồ nhỏ, bố thật tốt. Một biến thành hai.
Mẹ tạp dề, cái tủ này nặng quá. Em đã muốn mua một cái tủ từ lâu rồi. Bố đồ nhỏ, nhiệm vụ lắp đặt tủ giao cho anh nhé. Em đi nấu cơm đây. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Bố đồ nhỏ, con giúp bố được không? Cũng được. Đây cũng là cơ hội tốt để luyện cơ tay, cho thằng bé làm trợ lý. Bắt đầu. Tay nghề thợ mộc của bố không bị thụt lùi tẹo nào. Tay nghề thợ mộc của con cũng có tiến bộ nhỉ, bố đâu nhỏ. Đây là con lắp à? Không đẹp hả bố? Bảo không đẹp thì thằng bé chắc sẽ buồn, làm tổn thương lòng tự trọng của con. Thôi, dùng tạm đi. Nói thật thì cũng không tồi. Lắp lên xem sao. Vào đi nào. Vào đi. Không vào được. Bố đồ nhỏ. Bố đồ nhỏ, bố không sao chứ? Bố không sao. Chúng ta lắp tiếp đi. Hay quá, tiếp tục. Dặn cái này vào nữa là xong. Cẩn thận tay nhé. Con biết rồi. Ai tắt đèn thế? Con đầu to, con lắp ngược tay cầm vào trong rồi, nên kéo tay cầm là sẽ nhốt mình trong tủ. Con xem, đầu to, con đang chơi trốn tìm à? Bố đồ nhỏ, cái tủ này không thể làm tủ chuyên dụng chơi trốn tìm sao? Mẹ tập về chắc chắn sẽ không đồng ý với quan điểm của con đâu. Con là ai? Con là con đầu to. Đây là mặt nạ chuyên dụng quét sơn. Cái tủ màu vàng này thật đẹp. Đúng vậy, tủ màu xanh thật đẹp. Cái gì? Thôi xong, mẹ tập về nhất định sẽ nổi giận. Chúng ta làm thành tủ hoa mất rồi. Con lại thấy rất đẹp. Mẹ tập về là người am hiểu nghệ thuật, có lẽ sẽ thích. Thế à, bố đồ nhỏ, chúng ta mau hoàn thành đi. Được, cố lên. Hoàn thành. Con đồ to, con đồ to, con ở đâu? Mau ra đây. Ở đâu thế? Con đồ to. Con đồ to. Ở đâu thế? Con ở bên trong. Con bị nhốt rồi. Bố đồ nhỏ cứu con với. Con không ra được. Con đừng sợ. Bố tới liền. Con đồ to. Con không sao chứ? Ây da, khi nào chơi trốn tìm con sẽ không trốn trong này nữa. Ngột ngạt quá. Đây là cái tủ mới của mẹ. Hai người làm nó thành cái gì đây? Em mặc kệ đấy, em không cần cái tủ này nữa. Hai người liệu mà làm. Mẹ tập về chơi tủ này xấu, không cần nó nữa. Hay là chúng ta biến nó thành hai cái tủ nhỏ, mỗi người một cái đi. Ý hay. Có điều lần này không thể để xảy ra sai sót nữa. Nếu không cái tủ này sẽ không thể dùng được thật đó. Hiểu chứ? Dạ. Vậy lần này chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng làm một việc. Như vậy sẽ không loạn nữa. Đúng không bố đầu nhỏ? Đúng, có lý. Đồng tâm hiệp lực. Hoàn thành. Mẹ tập về bảo không cần nữa. Có phải chúng ta có thể mỗi người một cái không? Hình như là có. Cuối cùng bố cũng có tủ để tài liệu rồi. Con cũng có tủ để đồ chơi rồi. Bố muốn màu xanh. Con muốn màu vàng. Đúng là hết cách. Bố muốn bên này. Vậy con bên này nhé.
Tượng tuyết. Wow, tuyết rơi rồi. Hôm nay nên mặc gì đi nhà trẻ đây? Alo, tôi biết rồi. Con đầu to, cô giáo ở nhà trẻ dự báo hôm nay có tuyết nên cho nghỉ một hôm. Vậy là không cần đi nhà trẻ nữa à? Đúng thế, hôm nay con có thể ở nhà chơi. Tốt quá, không cần đưa con đầu to đi nhà trẻ nữa. Vậy anh đi làm luôn đây. Con chào bố. Chào con, anh yêu, đi đường cẩn thận nhé, tạm biệt. Con đầu to, mẹ phải vào bếp nướng bánh, con tự chơi ở phòng khách nhé. Nhớ tránh xa những thứ nguy hiểm như ổ cắm điện, bình nước nóng, bàn là điện. Ây da, mẹ tập về, con biết rồi, mẹ mau đi làm bánh đi. Được, vậy mẹ đi làm bánh đây. Mình cũng muốn làm bánh, làm một chiếc bánh tuyết. Bên ngoài lạnh quá. Nhưng mình muốn chơi tuyết. Bên ngoài lạnh quá, làm sao bây giờ? Có cách rồi. Bây giờ có thể chơi tuyết trong nhà rồi. Thích quá. Bánh trôi tuyết và bánh gato tuyết đều đã xong. Còn có thể làm gì nữa nhỉ? Mình cũng muốn làm tượng tuyết. Nhưng làm cái gì bây giờ nhỉ? Làm một cái điện thoại tuyết đi. Sao đắp mãi chẳng được nhỉ? Thế này đi. Hóa ra làm tượng tuyết đơn giản như vậy. Mình sẽ làm thật nhiều tượng tuyết. Mình là nhà điêu khắc tuyết. Con đồ to, mẹ tập về. Hai người ở đâu thế? Bố đồ nhỏ, con ở đây. Ủa, chưa đến giờ tan làm, San đã về rồi. Ở nhà xảy ra chuyện gì phải không? San gọi mãi không ai nghe máy. Điện thoại, có kêu đâu? Điện thoại đâu rồi ta? Mẹ tập về, bố đồ nhỏ, con làm điện thoại thành tượng tuyết rồi, bố mẹ xem. Hả? Tóm lại, mang tuyết vào trong nhà chơi là không được, sau này không được phép nữa. Đúng thế, con đồ to, mang tuyết vào nhà rất nguy hiểm. Tuyết mềm như vậy thì có gì nguy hiểm chứ? Cuối cùng cũng dọn sạch rồi. Con đồ to, con xem, vì con chơi tuyết trong nhà nên làm sàn nhà vừa bẩn vừa trơn, còn làm bố phải xin về sớm nữa. Con nói xem. Lạnh quá. Bố đồ nhỏ, không sao đâu, xem thời sự đi. Tivi hỏng rồi, con không xem được hoạt hình. Thấy chưa, bố đã bảo chơi tuyết trong nhà rất nguy hiểm mà. Con biết rồi, nhưng bây giờ làm thế nào hả bố? Chúng ta cùng dọn sạch tuyết trên đồ đạc đi. Cuối cùng cũng dọn sạch rồi. Bố đồ nhỏ, mẹ tập về. Con hứa từ sau trong nhà sẽ không có tượng tuyết nữa. Thế mới đúng chứ. Con đồ to, con có thể rủ bố ra vườn chơi tuyết. Chỉ cần chú ý giữ ấm thì sẽ không bị lạnh. Mẹ tập về mau ra xem nè.
người tuyết xịn quá. Hai bố con đúng là nhà điêu khắc tuyết. Quán quân khỏe đẹp. Bố đồ nhỏ ơi, bố đang làm gì thế? Không, không có gì. Anh đang ngưỡng mộ cơ bắp của người ta chứ gì? Thật tiếc là anh không có. Bây giờ bố tuyên bố trong vòng 3 tháng sẽ luyện tập để có một thân hình cơ bắp nam tính để cuốn hút, giành ngôi quán quân khỏe đẹp. Sao cơ? Quán quân khỏe đẹp? Người như cây gậy mà cũng đòi làm quán quân khỏe đẹp. Đừng có thường anh. Bây giờ anh sẽ mua máy chạy bộ về tập. Được đấy, bố đồ nhỏ, con ủng hộ bố. Wow, nhiều dụng cụ tập thể hình quá. Đầu tư không ít tiền nhỉ. Con đường quán quân khỏe đẹp của anh sẽ bắt đầu từ chiếc máy chạy bộ này. Anh tuyên bố anh sẽ... Em không cố ý. Không sao, với anh chỉ là chuyện nhỏ. Mẹ tập về ơi, chậm quá. Cứ thế thì bố đầu nhỏ khi nào mới luyện thành quán quân khỏe đẹp được. Ừ, có lý. Nhanh, nhanh quá. Có đắng cay mới có ngọt bùi. Bố đầu nhỏ cố lên. Mau, mau, mau dừng lại. Mẹ tập về ơi, bố đầu nhỏ hình như không chịu nổi nữa. Nhưng nút tắt ở chỗ nào nhỉ? Bố đồ nhỏ. Bố đồ nhỏ, lần này em không quấy rối nữa. Anh phải cố gắng nhé. Anh không kéo đủ 300 lần thì không xứng là bố đồ nhỏ. Được, con đồ to, đếm cho bố đồ nhỏ. 1, 2, 3. 20, 21. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Bố đồ nhỏ giỏi lắm. Đến con dế cũng bắt nạt mình. Bố đầu nhỏ ơi, đây là gì thế? Đây gọi là bóng tập thể hình. Nhìn này, bố cũng mua cho con một quả đấy. Chúng ta cùng tập bóng được không? Được ạ. Trước tiên phải vận động tay chân. Xin lỗi mẹ tập về. Bây giờ luyện tập cơ ngực. 1, 2, 3, 4. Bố đồ nhỏ ơi, mau lên. Tới đây. Không ổn. Mau đi ra ngay. Mau đi ra đi. Bố đồ nhỏ, bố. Nguy hiểm quá, bố đồ nhỏ. Anh không sao chứ? Anh không sao. Bố đồ nhỏ là người bố tuyệt vời nhất. Bố đồ nhỏ đáng thương. Anh đừng mơ mộng làm quán quân khỏe đẹp gì đó nữa. Sức mạnh của người đàn ông không nằm ở cơ bắp, mà thể hiện ở trách nhiệm và tình yêu thương bảo vệ với gia đình. Mẹ tập về. Con đồ to, ăn cơm thôi. Wow, thơm quá. Bố đồ nhỏ, tay nghề bếp núc của anh có tiến bộ đấy. Anh tuyên bố, mục tiêu về sau của anh không còn là quán quân khỏe đẹp nữa. Hả? Thế là gì? Mục tiêu phấn đấu của anh là đầu bếp số 1.
giữa đêm khuya. Ủa, rõ ràng ở đây mà, sao biến mất tiêu rồi? Cuối cùng cũng bắt được mày rồi. Có mai phục, Hàng Long Thập Bát Trưởng. Toàn phong cướp vô địch. Vẫn chưa phục sao? Một ngày trước, mẹ tập về suốt ngày kêu bố ngủ ngáy. Chính mẹ cũng ngáy mà. Không ngáy thì thôi, hễ ngáy là như sấm sét giữa trời quang. Ngủ ngáy, cách hữu hiệu để chống ngáy là nằm nghiêng, có thể tránh làm xoang mũi rung, cùng với nghe nhạc và tắm trước khi ngủ. Ai phá đám thế? Nằm nghiêng không được thì còn nghe nhạc. Chiều này quả nhiên hiệu nghiệm. Thế này thì mình không ngủ được. Nửa đêm nửa hôm ai còn bật nhạc thế? Hả? Hóa ra là cái này. Sao lại bay tận ra thùng rác vậy? Ngày mai mua cái khác bằng sắt cho chắc chắn. Làm bằng sắt chắc chắn ghê. Con mua nhiều bóng bay thế làm gì? Chơi à? Đừng bắt bố thổi là được. Sẽ không bắt bố thổi đâu. Đợi tao đặt bẫy xong, tao nhất định sẽ xử lý mày. Đồ xấu xa. Đồ lưu manh đáng ghét, mau xuất hiện đi. Hàng Long Thập Bát Trưởng, ta chém, ta đâm. Ta cao lớn, ta xoắn, ta cuộn. Bố đầu nhỏ, mau cứu con với. Cứu con với. Cái tròn tròn này sao giống đầu con trai mình thế? Hả? Sao lại là con? Hai người đang làm gì vậy? Mẹ tập về, con buộc phải nói sự thật. Vì tối đi ngủ mẹ ngáy, không chỉ ảnh hưởng đến bố đầu nhỏ, mà cả con cũng. Mẹ ngáy á? Không thể nào, còn ngáy gì có. Đây là một hộp miếng dán mũi, lúc ngủ dán lên mũi là có thể chống ngáy. Đã nói rồi, em không thể nào lại ngủ ngáy được. Đây là món đồ chơi tặng mẹ đấy. Còn tặng đồ chơi cho mẹ nữa. Hai người, sao bố lại mua cái này? Con bảo bố mua con rắn bông mà. Con chỉ nói rắn, chẳng nói rắn gì, nên bố liền mua nó. Một lớn một bé, hai con quỷ sứ đáng ghét. Một, hai, ba, chạy. Không được chạy.
bệnh hay quên. Hôm nay là sinh nhật của Kẹo Bông, con phải đi chúc mừng sinh nhật bạn ấy cơ mà. À đúng rồi, con quên mất, con đi luôn đây. Ơ, à, con quên mang quà rồi. Quên mang bánh kem rồi. Quên mang nến rồi. Bây giờ đi được rồi, đứng lại. Con chỉ mang mỗi hộp nến đi sinh nhật thôi à. Ơ, à, quà và bánh để quên trong phòng rồi. Sao trí nhớ của con kém thế? Có gì đáng ngại đâu, quay lại lấy là được mà. Con đồ to, đóng vòi nước giúp mẹ. Vâng. Giặt đồ giúp mẹ trước đã. Hoạt hình bắt đầu chiếu rồi. Được thôi, được. Cứ quyết định vậy nhé. Hả? Con đồ to. Thôi xong, rốt cuộc là cái vòi nước nào chưa tắt nhỉ? Sao cái gì cũng quên thế? Xem ra mình phải dạy dỗ bệnh hay quên của con đồ to thôi. Sao không có mùi gì gì cả vậy mẹ? Thế à, chắc mẹ quên cho muối rồi. Mặn quá đi mất. Mặn chết được. Cái này hình như cho hơi nhiều. Mẹ cũng đáng trí quá. Con bảo không có gì đáng ngại đấy thôi. Mẹ Tập Về ơi, TV không có chương trình gì cả. Có phải bị hỏng không ạ? À? Mẹ quên chưa nộp tiền truyền hình cáp. Hả? Nhưng hôm nay có hoạt hình. Con gọi điện cho Kẹo Bông sang nhà em ấy xem. Ơ, à, điện thoại bị sao vậy mẹ? Ôi, mẹ cũng quên nộp tiền điện thoại rồi. Mẹ, mẹ. Có gì đáng ngại đâu, mai đi nộp tiền là được mà. Hoạt hình hay quá, mẹ Kẹo Bông không quên gì cả. Mẹ Tập Về ơi, mẹ sao vậy? Mẹ mắc bệnh hay quên rồi. Mẹ ơi, mẹ. Con là ai? Con là con đồ to đây. Mẹ quên cả con rồi ư? Làm thế nào bây giờ? Con muốn mẹ Tập Về của con cơ. Con đồ to ngoan, chúng ta giúp mẹ Tập Về nhớ ra chúng ta là được mà. Chiêu này có tác dụng không? Anh xem. Đây là tranh con vẽ, xem ra cách của em có tác dụng rồi. Mẹ cái gì cũng quên, con phải giúp mẹ làm lụng mới được. Thế còn được, có một đứa con có ý thức thật tốt. Ơ, à, chuyện gì vậy? Ai da, toi rồi, quên nộp tiền điện rồi, lần này là quên thật. Để con tự mặc ạ, à, mẹ mắc bệnh hay quên. Bố cứ đi trông nom mẹ đi, con không muốn mẹ đi mất đâu. Con sợ đến thế à? Đương nhiên rồi, con chỉ có một người mẹ thôi mà. Mẹ ơi, chuyện gì vậy? Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ. Bố đồ nhỏ ơi, nhất định là mẹ đi mất rồi. Chuyện này à? Mẹ Tập Về, cuối cùng mẹ cũng đã về rồi. Con tưởng mẹ không nhớ ra nhà mình nữa. Ngay rồi, trước khi nộp tiền điện, quên đóng thiết bị điện. Ôi, trí nhớ của tôi, không sao đâu. Con sẽ nhắc mẹ, con là con đồ to. Mẹ thơm con đi. Mẹ quên gì chứ không bao giờ quên con đâu. Con trai ngoan của mẹ.
Đại Hiệp đến. Bố về rồi đây. Sao không có ai thế này? Lạ nhỉ. Ta là hiệp khách núi Côn Lôn. Ngươi là ai? Dám xông vào núi Côn Lôn, xem đây. Đại hiệp Côn Lôn tha mạng. Đại hiệp Côn Lôn tha mạng. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Đại hiệp đầu núi nhỏ Nga Mi này không dễ động vào đâu. Hai bố con đang làm gì vậy? Ngươi là ai? Đúng thế, ngươi là anh hùng phương nào? Đừng quậy nữa. Trong hai người có ra thể thống gì không? Làm loạn cả nhà lên. Con đồ to muốn làm đại hiệp, anh chỉ chơi cùng con thôi. Đại hiệp mà lại làm nhà cửa rối tung lên. Làm gì có đại hiệp nào đáng ghét như thế. Mẹ tuyên bố hai bố con không ai được làm đại hiệp hết. Không làm đại hiệp được rồi. Con không phải là đại hiệp đáng ghét. Không phải. Bố đồ nhỏ ơi, có cách gì để mẹ tập về đồng ý cho con làm đại hiệp không? Giống như đại hiệp oai phong trong tivi. Cái này à? À, có rồi. Anh muốn làm gì? Cướp đây, đưa túi xách cho tôi. Mơ à, nếu tôi không đưa thì sao? Không đưa, tao gan gớm nhỉ. Hãy xem cây gậy trong tay tôi đây. Ở ngay cửa nhà tôi mà còn dám ngông cuồng như vậy, tôi sẽ cho anh nếm mùi lợi hại. Không phải chứ. Ai da, không được. Ai da, phải xử lý đồ khốn nhà ngươi. Đứng lại, đứng lại. Nghe tôi nói đã, đứng lại. Hỏng bét rồi. Đứng lại, đứng lại. Cứu tôi với. Đừng chết điện. Mẹ tập về. Đừng đánh nữa. Đó là bố đồ nhỏ đấy. Hả? Hai người làm trò gì vậy? Con xin lỗi. Mẹ tập về. Con và bố đồ nhỏ chỉ muốn diễn một vở kịch thôi. Bố đóng vai kẻ xấu, con là đại hiệp. Đánh đuổi kẻ xấu. Như vậy thì mẹ sẽ cho con chơi trò đại hiệp. Sao có thể chơi một trò quái đản như vậy với con nhỏ chứ? Con đồ to muốn làm đại hiệp. Nên anh... Đại hiệp dễ làm đến vậy sao? Đó là trên tivi hư cấu ra thôi. Trẻ con không được tùy tiện bắt chước. Anh biết, nhưng hành hiệp trượng nghĩa cũng là phẩm chất nên có của một nam tử Hán. Đúng thế, mẹ nói làm người phải dũng cảm đấy thôi. Phục hai bố con luôn. Hai người muốn hành hiệp trượng nghĩa thì ra ngoài. Không được làm một đại hiệp chỉ biết gây rối ở trong nhà này. Hay quá, mẹ tập về đồng ý rồi. Bố đồ nhỏ ơi, từ ngày mai bố luyện công cùng con nhé. Không thành vấn đề. Luyện công sẽ nguy hiểm đấy. Anh sẽ trông chừng con. Vậy thì được. Đa tạ minh chủ võ lâm. Phật Sơn, vô ảnh cướp. Tung chân đón gió. Hóa ra đang nằm mơ. Mau đưa túi cho tôi. Đã bảo không được quậy phá trong nhà kia mà. Ai đùa với bà? Mau đưa túi đây, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu. Ây da, bố đồ nhỏ, anh sáng tạo hơn đi được không? Vẫn cái kiểu quá trang này. Lộn xộn cái gì? Đưa đây mau. Anh cướp thật đấy à? Không phải bố đồ nhỏ. Dừng tay, dừng tay. Hai người là... Bọn ta là đại hiệp, hành hiệp trượng nghĩa. Con đầu to, Phật Sơn vô ảnh cướp. Đến lượt ta, chày cán bột vô địch. Đại hiệp, xin tha mạng. Không sai, bọn ta chính là đại hiệp. Chính hắn, chính là hắn. Thật tài ba. Đúng vậy. Đa tài đại hiệp. Xem ra võ lâm minh chủ này phải nhường ngôi thôi. Sau này hai người cứ gọi ta là nữ hiệp tập về.